Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin chào quý bạn chị em. Amen. Chúa là đấng ban phước cho chúng ta. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ học về bài học đó là hình ảnh của Đức Chúa Trời trong con của Ngài. Amen. 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 Hình ảnh của Đức Chúa Trời trong con Ngài. Chúng ta muốn giống Chúa không? Amen. Muốn giống không à? Amen. Tôi đọc sách Ký đoạn 1 câu 26-27. Đức Chúa Trời phán: chúng ta hãy tạo nên loài người như hình ta và giống như ta. Amen. Để quản trị các loài cá biển, chim trời, súc vật trên cả trái đất và loài bò trên đất. Đức Chúa Trời tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người như hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên người nam và người nữ. Amen. 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 Đức Chúa Trời phán: chúng ta hãy tạo nên loài người như hình ta và giống như ta, để quản trị các loài cá biển, chim trời, súc vật trên cả trái đất và các vật bò trên đất. Amen. Ở đây chúng ta thấy hai điều. Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta giống như hình của Đức Chúa Trời. Đó đang là tạo nên loài người như hình ta và giống như ta. Tạo giống như hình thể của ta và giống như ta. Ở đây chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người. Amen. Giống Chúa có hai điều. Amen. Điều thứ nhất là giống hình ảnh Đức Chúa Trời. Điều thứ hai là giống như ta để quản trị chim trời, cá biển và động vật trên đất. Amen. Amen. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được Adam, Eva giống hình ảnh Đức Chúa Trời như thế nào thì chắc chắn là chúng ta cũng không rõ lắm, đúng không? Vì rất là ngắn ngủi trong đoạn 2 thì chúng ta thấy được rằng là Adam cũng rất là tuyệt vời, đặt tên cho các muôn loài vạn vật, thì chúng ta thấy là cũng đầy đẫy sự khôn ngoan tâm sáng, đúng không ạ? Và Adam khi ngủ rồi mở mắt ra thấy Eva hiện diện trước mặt mình thì cũng phán một lời rất là tuyệt vời, đó là người này là xương bởi xương ta, thịt bởi thịt ta mà ra, người này là người nữ. Amen. Như vậy thì chúng ta cũng thấy được Đức Chúa Trời đã ban cho con người giống hình ảnh Đức Chúa Trời, một vài nét của Adam được ghi ở đây. Và chúng ta thấy rằng là giống hình ảnh ta và giống như ta để quản trị chim trời, cá biển, động vật trên đất và còn cả trái đất. Thì như vậy thì giống như ta đó là lãnh đạo. Amen. Phải không? Để lãnh đạo muôn loài vạn vật, điều hành muôn loài vạn vật và nói chung là phải giống Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng tạo dựng nên vũ trụ. Chúa tạo dựng nên muôn loài vạn vật trên đất, mặt trời, mặt trăng, khoảng không hay là biển, rồi sông ngoài, rồi đất đai, rồi có muôn loài vạn vật, thì chúng ta thấy được là Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên và Ngài là đấng điều hành vũ trụ này. Amen. Ngài là lãnh đạo vũ trụ. Amen. Ngài là lãnh đạo con người và muốn họ bằng cái đó là lãnh đạo, và Ngài muốn con người giống Đức Chúa Trời, đó là một người lãnh đạo theo cái địa vị của mình và theo cái khuôn của Đức Chúa Trời, và cái chức năng, chức quyền của con người là lãnh đạo toàn cả trái đất, đúng không? Amen. Cảm ơn Chúa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thấy rõ cái hình ảnh của Đức Chúa Trời qua Adam cuối cùng. Amen. Qua Adam cuối cùng chúng ta sẽ thấy rõ Đức Chúa Trời hơn.
Bởi vì Adam đầu tiên thì qua đoạn 3 thì chúng ta thấy rằng là mất cái hình ảnh của Đức Chúa Trời rồi. Đã vậy không? Amen. Mà cái thánh là đoạn 3 đoạn 3 đoạn 3 nói sao? Là người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dựng nên con người có hình ảnh của Đức Chúa Trời đầy dẫy sự vinh hiển. Con giống cha đầy dẫy sự vinh hiển. Bởi vì cha của mình là Đức Chúa Trời thì đầy dẫy sự vinh hiển. Nhưng mà khi phạm tội rồi, bắt đầu xa cách Đức Chúa Trời, rồi dâm thấp trong tội lỗi, thì cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không còn trong con người nữa. Và Đức Chúa Trời của chúng ta đã có một chương trình hoạch định để chúng ta trở thành giống con của Ngài trở lại. Amen. À, chúng ta thấy có dễ hiểu Kinh Thánh không? Đức Chúa Trời dựng nên loài người đầu tiên là Adam. Và Luca 3 câu 38 nói là Adam là con Đức Chúa Trời. Và Adam được đặt tên là người. Amen. Nên được gọi là con người. Con là con Đức Chúa Trời, người là Chúa đặt tên. Và muôn loài vạn vật được Adam đặt tên. Amen. À, chúng ta thấy điều này. Đức Chúa Trời đặt tên cho Adam và Eva là người. Và Adam đặt tên cho muôn loài vạn vật. Amen. Chúng ta có thấy giống Đức Chúa Trời không? Thấy Adam giống Đức Chúa Trời không? Bởi vì Đức Chúa Trời đặt tên cho Adam. Còn Adam thì sao? Đặt tên cho muôn loài. Thì chúng ta thấy là Chúa của chúng ta vô cùng tuyệt vời. Và chúng ta nhìn kỹ lại thì Chúa của chúng ta rất yêu thương chúng ta, bởi vì con người là con Đức Chúa Trời. Chúa không bao giờ nói với thiên sứ rằng ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Amen. Nên con người nó là con Đức Chúa Trời, còn thiên sứ là thần hồ việt của Đức Chúa Trời. Nên tất cả những cái gì mà chúng ta ghi là con trai Đức Chúa Trời hay là con Đức Chúa Trời chính là con người. Amen. Chính là con người. Nên Đức Chúa Trời thấy rằng là hình ảnh của Đức Chúa Trời nó bị mất đi, vinh quang của Đức Chúa Trời không còn trong con người nữa, thì Đức Chúa Trời có một chương trình hoạch định để rồi Adam cuối cùng này sẽ được thể hiện ra. À, chúng ta nhìn vào trong Cô-rinh-tô nhất, không ạ? Cô-rinh-tô nhất tổng 15 câu 45 thì nói gì ở đây? Vì cái thánh chết, người đầu tiên Adam trở nên một linh hồn sống, còn Adam cuối cùng trở nên một thần linh ban sự sống. Adam đầu tiên trở nên một linh hồn sống, còn Adam cuối cùng trở nên một thần linh ban sự sống. Hoàn toàn khác nhau phải không? Adam thứ nhất thì từ đất trở về đất, nhưng mà Adam cuối cùng là từ trời trở về trời. Amen. À, chúng ta thấy được Đức Chúa Trời dựng nên Adam thứ nhất đó là từ bụi đất, ngày nắng lên và nó sẽ trở về đất. Và Adam thứ nhất trở nên một linh hồn sống, là một con người có linh hồn sống. Nhưng mà Adam cuối cùng này là từ trời đến chứ không phải từ bụi đất. Và Adam cuối cùng này trở thành một linh hồn, là thần linh ban sự sống. Qua Adam cuối cùng này, sự sống ban cho tất cả mọi người tin nhận Ngài. Amen. Trở nên một thần linh ban sự sống. Nên qua Adam cuối cùng chúng ta nhận lãnh sự sống từ nơi Đức Chúa Trời, và được sống lại bằng linh, được sống lại bằng hồn, và cả thân thể chúng ta được sống lại để tất cả những gì hay chết của chúng ta đi biến đi. Amen. Amen. Và chúng ta có thấy được rằng là Đức Chúa Trời của chúng ta vô cùng tuyệt vời không? Amen. Và tôi suy đi nghĩ lại, Đức Chúa Trời hiện nay con người giống hình ảnh Đức Chúa Trời, rồi sao cho con người mất đi hình ảnh để Chúa phục hồi lại hình ảnh. Nói chung là Đức Chúa Trời muốn chúng ta tốt. Amen. Amen. Các mục sư dạy dỗ chúng ta là muốn chúng ta tốt. Amen. Nhưng mà nhiều lúc cái bản chất tội lỗi ở trong đời sống chúng ta, bản chất cái xác thịt ở trong đời sống chúng ta luôn luôn chống lại lời của Đức Chúa Trời. Và đó là một cái sự lừa dối vô cùng lớn lao. Đó là một sự lừa dối mà chúng ta lại không nhận ra. Khi chúng ta sống theo xác thịt của mình, khi chúng ta sống theo ý của mình, là chúng ta đã bị Satan lừa dối rồi.
Chúng ta có đồng ý điều này không ạ? Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta có chương trình hoạch định để chúng ta trở lại giống Ngài. Nhưng mà chúng ta không giống Ngài, những cái tư tưởng không giống Ngài, những hành động không giống Ngài, cái cách của chúng ta không giống Ngài, cái sự sống của chúng ta không giống Chúa, là chúng ta đang ở trong sự người dối và đang ở trong sự nô lệ của Satan. Amen. Nên bây giờ chúng ta hãy nhìn vào Adam cuối cùng này. Tại sao Ngài phải từ trời tết rồi để chịu chết thay cho loài người? Cái ý nghĩa là gì? Nhiều lúc chúng ta chỉ hiểu được rằng là Chúa Giêsu đến để chết thay cho chúng ta, qua Chúa Giêsu chúng ta tin, chúng ta được cứu thôi. Bây giờ là mừng lắm rồi, phải không ạ? Nhưng mà hãy đi sâu vào lời của Chúa Trời để chúng ta hiểu rất là sâu nhiệm trong Chúa Giêsu, chứ không phải những một vài điều mà thôi. Amen. Nên ân điển của Chúa Giêsu là chúng ta phải hiểu thật thấu đáo, thật rõ ràng hơn. Amen. Amen. Chúng ta sẽ mở Cô-rô-se đoạn số 1. Câu số 15 thì nói như thế này: Đức Con là hiện thân của Đức Chúa Trời vô hình, là trưởng nam trên tất cả vạn vật. Đức Con là hiện thân của Đức Chúa Trời vô hình, là trưởng nam trên tất cả vạn vật. Có phải Chúa Giêsu là hiện thân của Đức Chúa Trời vô hình? Chúng ta có hiểu hiện thân của Đức Chúa Trời vô hình là như thế nào không? Chúa Giêsu nói là các ngươi thấy ta là thấy kia, Giăng đoạn 14 chúng ta nhớ không? Biết ta là biết kia. Còn khi biết còn nói sao? Thông ma hay khi biết? Thông ma hay khi biết? Thông ma. Đó là đời. Đó là xin chỉ cha cho chúng tôi là được rồi. Thì biết không? Thì Chúa Giêsu nói là họ tin các ngươi ở với ta. Các ngươi thấy ta là thấy cha, biết ta là biết cha. Ta ở trong cha, cha ở trong ta. Những gì ta nói với các ngươi không phải bởi ta nhưng mà bởi cha. Nếu các ngươi không tin thì hãy tin những việc ta làm. Như vậy là Chúa Giêsu là hiện thân của Đức Chúa Trời vô hình. Đức Chúa Trời vô hình chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giêsu, và thấy Chúa Giêsu là thấy Đức Chúa Trời. Amen. Biết Chúa Giêsu là biết Đức Chúa Trời. Nhưng mà chị em hiểu chưa? Rõ chưa? Amen. Biết Chúa Giêsu là biết Đức Chúa Trời, thấy Chúa Giêsu là thấy Đức Chúa Trời. Amen. Những gì ta nói đó các ngươi không phải bởi ta nhưng mà bởi cha. Cha nói qua Chúa Giêsu. Và đây là điều mà chúng ta biết được rất khó hiểu. Các môn đồ cũng khó hiểu không ạ? Cũng khó hiểu lắm. Nhưng mà sau đó Chúa dùng: ta đã cây nhỏ còn còn sao? Hả? Ta là cây nhỏ có đồng người lắm. Các con là cành. Các ngươi là nhánh, cha ta là người trồng nho. Cha ta là người trồng nho. Amen. Ta là cây nho mà cha ta là người trồng nho, còn các ngươi là nhánh. Amen. Chúa dùng ẩn dụ để minh họa cho môn đồ hiểu rằng là Chúa nói ta ở trong cha, cha ở trong ta, họ không hiểu. Các ngươi thấy ta là thấy cha, họ khó hiểu. Nhưng mà Chúa nói ta là cây nho mà cha ta là người trồng nho. Các ngươi thấy cây nho này là biết có cha rồi. Phải vậy không? Không cây nho không có tự nhiên mà nó có. Phải vậy không ạ? Có người trồng. Amen. Và cây nho nó như thế nào, rồi nhánh nho nó như thế nào thì sẽ biết được Đức Chúa Trời. Amen. Cuộc đời của Chúa Giêsu khi sinh ra là bởi Đức Thánh Linh. Rồi khi Ngài lớn lên trong 12 tuổi là đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng người ta. Đó là hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chương cứu thế Giêsu. Amen. Amen. Chúng ta có giống Chúa Giêsu là đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng mọi người không? Amen. Nếu chưa giống, nếu cái chỗ nào còn chưa giống, hãy ra đây. Bởi vì cái đó là không giống cha.
Amen. Amen. Được không chị em? Câu 19 nói rằng vì Đức Chúa Trời đã vui lòng để tất cả sự trọn vẹn hoàn hảo của Ngài trong Đức Con. Vì Đức Chúa Trời đặt để đã vui lòng đặt để tất cả sự trọn vẹn hoàn hảo của Ngài trong Đức Con. Có nghĩa là những gì thuộc về Đức Chúa Trời vô hình á, sự trọn vẹn, sự toàn hảo của Đức Chúa Trời, nó không có một cái vết nào mà có thể người ta có thể nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời sai lầm, không có một cái vết nào cả. Ngài hoàn hảo, Ngài tuyệt vời về cả lĩnh vực về phẩm chất, cả lĩnh vực về điều hành, lãnh đạo đều hoàn toàn là toàn hảo, là trọn vẹn. Amen. Qua Đức Con, chúng ta thấy Chúa Giêsu có lỗi gì không? Không có lỗi gì hết. Amen. Ngài sống vô cùng tuyệt vời, cái phẩm chất Ngài vô cùng tuyệt vời. Ngài yêu thương, Ngài yêu Judas Iscariot, Ngài yêu cả Peter đi chối Chúa ba lần. Ngài yêu, Ngài không có một cái điều gì nhắc lòng ở trong. Ngài bày tỏ tình yêu của Chúa Trời, tình yêu của Đức Chúa Trời cũng bày tỏ qua Đức Con. Amen. Khi chúng ta thấy Chúa Giêsu yêu thì sao? Đức Chúa Trời là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Khi thấy Chúa Giêsu đủ vị là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vâng. Bởi vì qua đoạn 2 câu 9 thì chúng ta thấy rằng vì trong Ngài tất cả đầy đủ thần tính Đức Chúa Trời ngự trong thân xác. Vì trong Chúa Giêsu thần tính của Đức Chúa Trời ngự trong thân xác. Vì trong Ngài tất cả đầy đủ thần tính của Đức Chúa Trời ngự trong thân xác. Như vậy thì khi Ngài đủ quỷ, Ngài chữa lành bệnh tật, Ngài đầy giải quyền, thần tính của Đức Chúa Trời ngự trong thân xác, phẩm chất của Đức Chúa Trời ngự trong thân xác Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu trở nên hoàn hảo vô cùng. Amen. 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 Và Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời của mình. Như vậy thì chúng ta biết Chúa Giêsu là ai không? Chúa Giêsu sinh ra được gọi là con Đức Chúa Trời. Amen. Và Ngài cũng là con người. Amen. Amen. Ngài là con người. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một đấng trung bảo ở giữa loài người và Đức Chúa Trời. Amen. Đó là Chúa Giêsu Christ là người. Amen. Amen. Chúa Giêsu chúng ta được sinh ra là được gọi là con người trong Luca đoạn 1:35. Và Chúa Giêsu được gọi là người trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2:5 cũng như là Giăng đoạn 5:27. Ngài chính là con người. Amen. Amen. Và đó là Ngài trở thành một trưởng nam. Ngài trở thành trưởng nam trên muôn vật luôn. Rồi hay là một câu số 6 rằng là hay đó là Đức Chúa Trời khi đưa con trưởng nam vào trần gian. Amen. Ngài trở thành con trưởng nam. Ngài là con cả giữa bọn anh chị em. Amen. Rất là đặc biệt ở chỗ này. Adam cuối cùng này trở thành con Đức Chúa Trời và trở thành con cả như ông anh chị em là con trưởng nam. Amen. Và Kinh Thánh Hê-bơ-rơ đoạn 2:10-11 ghi lại rằng là Đức Chúa Trời muốn đưa nhiều người vào trong vinh quang. Ngài muốn đưa tất cả những người tối tăm ở trong vương quốc của sự tối tăm vào trong vương quốc vinh quang đầy dẫy sự sáng. Ngài muốn điều đó và Ngài khiến tác giả của sự cứu rỗi hoàn hảo trong sự thống khổ. Có nghĩa là khi Chúa Giêsu chịu thống khổ và chịu chết trên thập tự giá thì Ngài hoàn hảo, có nghĩa là Ngài không có cái vết nào cả. Biết Chúa Giêsu là huyết mà nhờ Thánh Linh từ đời dân có thể không tìm biết cho Đức Chúa Trời, huyết đó rửa sạch lương tâm anh chị em ra khỏi những tội nghiệp thế để hầu nghiệp Đức Chúa Trời hằng sống. Nên Chúa Giêsu trở thành hoàn hảo trong sự thống khổ. Nhờ đó mà huyết Chúa Giêsu có hiệu lực muôn phần hơn,
mới rửa sạch lương tâm của anh chị em ra khỏi những công việc chết. Amen. Tẩy sạch những công việc chết trong đời sống của chúng ta. Công việc chết ấy là chúng ta thờ lại hình tượng này, thờ lại người chết, thờ lại ma quỷ, đặt bóng bóp ma tà thuật bùa cái đủ điều hết rồi, sạch thì tội lỗi và đi riêng được riêng của chúng ta tội lỗi đó, đó là những công việc chết chúng ta đã làm để chúng ta ở trong vương quốc Satan. Chúa dùng huyết của Ngài xóa sạch tội lỗi chúng ta, xóa sạch tất cả những sự công việc chết chúng ta, thánh hóa thân thể hai chết của chúng ta để rồi chúng ta bước vào trong vương quốc Linh Trần, là trong vương quốc của sự sáng. Amen. Amen. Và Ngài trở thành con cả giữa bọn anh chị em. Amen. Ngài không bố thèm của Ngài là anh của họ. Amen. Amen. Tôi rao giảng cho Đức Chúa Trời, cho anh chị em tôi. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta biết được rằng Roma đọc 8 câu 29 rằng Đức Chúa Trời biết trước chúng ta và Ngài chọn được chúng ta để chúng ta giống con Ngài. Để chúng ta giống con Ngài. Để con ấy trở thành con cả giữa bọn anh chị em. Amen. Đức Chúa Trời chọn lựa anh chị em để anh chị em giống hình ảnh con Ngài. Mà khi anh chị em giống hình ảnh con Ngài thì anh chị em sẽ giống hình ảnh của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Khi chúng ta giống Chúa Giêsu thì chúng ta giống Đức Chúa Trời. Amen. Phải vậy không? Amen. Bây giờ chúng ta thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời chưa? Amen. Rất rõ ràng, không có mơ ảo gì hết. Nhưng mà nhiều người không có nhờ cậy phước linh của Chúa và không rõ về hình ảnh của Đức Chúa Trời thì giảng rất là ngắn gọn chút xíu tại Adam đầu tiên. Nhưng mà thật sự Adam cuối cùng mới là hình ảnh, là hiện thân của Đức Chúa Trời thôi. Amen. Amen. Nên là Chúa Giêsu nói là khi Thánh Linh đến, Ngài phải làm chứng về Ngài. Thánh Linh đến, Ngài sẽ dẫn chúng ta vào Chúa Giêsu. Dẫn chúng ta vào Chúa Giêsu. Chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh. Chúng ta có 4 sách Tin Lành. Tại sao mà có 4 sách Tin Lành anh chị em biết không? Một sách đủ rồi đúng không? 4 sách cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại rất là nhiều lắm. Làm chứng 13 người trở lên. Bởi vì cái điều gì mà quan trọng nhất, điều đó hay lặp đi lặp lại. Amen. Nên Chúa Giêsu chúng ta là vô cùng quan trọng. Và chúng ta phải giống Chúa Giêsu. Nên chúng ta có 4 sách Tin Lành nói về Chúa Giêsu của chúng ta. Khi Ngài sinh ra rồi Ngài sống như thế nào, Ngài làm việc như thế nào, cái hình ảnh của Ngài, cái phẩm chất của Ngài như thế nào, cái công việc của Ngài như thế nào, để chúng ta giống cha của mình. Amen. Để chúng ta giống cha của mình. Chúa Giêsu của chúng ta giống Đức Chúa Trời trong cái phẩm chất, trong cái thuộc tính của Ngài. Và Chúa Giêsu chúng ta cũng giống công việc của Ngài. Amen. Để chúng ta mà không theo lời thì chúng ta biết Kinh Thánh từ thường ghi Chúa Giêsu của chúng ta là đấng sáng tạo, là đấng điều hành, phải không ạ? Tất cả mọi chuyện đây là bởi Ngài. Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài điều hành vũ trụ, Ngài cũng là đấng sáng tạo và Ngài cũng là đấng điều hành vũ trụ. Amen. Nên chúng ta cần phải hiểu được Chúa Giêsu nói chuyện trong Giăng đoạn 5 câu 19, Chúa nói sao biết không? Con không tự mình làm điều gì, nhưng mà điều gì con thấy cha làm thì con mới làm. Ai có hiểu câu Kinh Thánh này không? Thấy cha làm thì con mới làm. Có nghĩa nói chung là Chúa Giêsu không tự thể ý riêng của mình. Đó là một phần. Nhưng mà Chúa nói là điều gì mà thấy cha làm thì con phải làm. Thấy cha làm là như thế nào? Có ai biết không? Chúng ta thấy khởi đầu của sự sáng tạo, Đức Thánh Linh hành động trên địa cầu. Phải vậy không? Và khi Đức Trời phát, Đức Thánh Linh hành động. Có sự sáng, có khoảng không, có đất, có biển, có mặt trời, mặt trăng, có muôn loài vạn vật. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành, tác động trên các vua, trên các tiên tri, hành động, làm nhiều phép lạ lớn lao qua những người được sứ đồ. Amen. Amen. Nên Chúa Giêsu nói là con thấy cha làm thì con mới làm. Amen. Amen.
Có phải chúng ta thấy nhiều đoạn kinh thánh Chúa Giêsu gọi Thánh Linh là cha không? Bởi vì Thánh Linh là Đấng đã sinh ra Chúa Giêsu. Amen. Phải không? Amen. Đức Thánh Linh sẽ giáng trên ngươi và quyền phép của Đấng tối cao che phủ ngươi như bóng mình. Nên con thánh trên ta được gọi là con Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Thánh Linh được gọi là con Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng được sinh lại bởi Đức Thánh Linh, chúng ta cũng được gọi là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Anh Cả và chúng ta là con Thân. Amen. 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 Rất rõ ràng đúng không? Amen. Rất là rõ. Thì như vậy Chúa Giêsu nói gì? Ta thấy cha là con mới làm, con thấy cha làm thì con mới làm. Bây giờ quý bạn chị em có thấy mình giống Chúa Giêsu chưa? Giống chưa? Bao nhiêu phần trăm? Được bao nhiêu phần trăm rồi? Mới 50%. 50% mà ô, quá tuyệt vời thôi. Bởi vì con đường của chúng ta là con đường trưởng thành. Amen. Con đường trưởng thành. Trong dân trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1 này, anh em phải cố gắng giống Chúa. Được đọc bóng câu 17 đó là của con dân thứ nhất đó. Chúa thể nào chúng ta thể ấy trong thế gian này. Được câu 18 nó nói về tình yêu thương. Và câu 2 của Ê-phê-sô đoạn 5 cũng nói về yêu thì giống Chúa. Chúng ta thấy tôi rất thích mà thì ở suy gẫm mai thì ở thì nào tôi càng rất nhiều hơn và Chúa mở rất nhiều về cái điều mà Chúa Giêsu dạy. Chúa Giêsu dạy từ mai thì ở đoạn 5 thì nói phước hạnh gọi là phước trên núi đúng không? Chúa dạy cho người ta rằng là nước thiên đàng của người đó là những người mà nghèo đóng lưng á, những người tiếp nhận Chúa Giêsu là nước thiên đàng của người đó. Cái người trong thạch tỷ thấy Đức Chúa Trời phải không? À, một cái người làm hòa được gọi là con Đức Chúa Trời phải không? Thế thì Chúa Giêsu dạy trở thành con của Đức Chúa Trời và những cái phần thưởng, nhiều lúc cái phần thưởng lớn ra trên trời nữa. Khi bị bắt bớ, bị đánh đập, nó vua gì đó. Amen. Thì chúng ta được phần thưởng lớn ra trên trời. Amen. Tuyệt vời không? Amen. Chúa dạy các môn đồ là con của Đức Chúa Trời. Amen. Mà không biết các môn đồ có hiểu. Amen. Rồi Chúa dạy về gì? Chúa dạy về luật pháp là tiên tri. Amen. Và Chúa nói rằng là con Đức Chúa Trời tức là chính là để làm hoàn thành kinh luật và kinh tiên tri. Chính có người để hoàn thành những điều. Có nghĩa là Chúa Giêsu đến những điều chép về Ngài, Ngài hoàn thành hết. Amen. Không bỏ sót một đơn nào cả. Amen. Rồi Chúa nói về sự giận dữ nè, Chúa dạy về gì nữa? Chúa dạy về hôn nhân nè, Chúa dạy về gia đình nè, Chúa dạy về yêu kẻ thù nghịch nè. Amen. Mà tôi thích nhất là Chúa dạy gì? Amen. Yêu kẻ thù. Amen. Cảm ơn Chúa. Nếu ngươi yêu kẻ thù. Amen. Thì sao? Amen. Thì các ngươi là con của cha thiên đàng. Amen. Amen. Anh chị em ơi, Chúa Giêsu dạy yêu phước. Cách này cách kia trở thành con Đức Chúa Trời rồi thấy Đức Chúa Trời được phước. Và Chúa muốn dạy cho anh chị em trở thành con của cha thiên đàng là anh chị em yêu kẻ thù. Amen. Anh chị em yêu được không? Vừa rồi tôi mở Facebook ra cái tôi thấy một cái cô của bạn, cô la lên là Chúa ơi, con xin gặp tới 6 bản dịch và bản nào cũng nói rằng là phải yêu kẻ thù. Tức là trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17. 17 cho đi. 17 cho đến câu 200 đoạn 37 đến câu 48. Và câu 48 đó là các ngươi phải ra lên toàn hảo như cha các ngươi là toàn hảo. Amen. Amen. Các ngươi phải ra lên toàn hảo như cha các ngươi là toàn hảo. Mà nếu chúng ta yêu cái không được, chúng ta trở nên toàn hảo đấy. Amen. Amen. Bởi vì tình yêu thương làm trọn luật pháp. Phải nghe không? Chúa Giêsu đến không phải Ngài làm trọn luật pháp. Ngài đến Ngài hoàn thành những gì luật pháp và lời tiên tri đã ghi về Ngài. Kinh Thánh đã chép về ta thế nào ta làm y thế ấy, chứ không phải Ngài làm trọn luật pháp. Bởi vì nếu mà Ngài làm trọn luật pháp thì luật pháp bảo bị ghét kẻ thù, bây giờ cứ bỏ yêu kẻ thù làm sao làm trọn luật pháp được?
Luật pháp biểu là mắt thì mắt, răng thì răng, nhưng mà ta nói người ta đánh bên này đưa má bên kia luôn, làm sao mà làm trọn luật pháp được? Chúa Giêsu dạy vì con của Đức Chúa Trời, amen, là phải như vậy, không phải làm trọn luật pháp theo như là dân Do Thái đâu, cao hơn nhiều, amen. Bởi vì con của Đức Chúa Trời phải giống cha và giống toàn hảo, amen. Đó là lời mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta. Amen. Rồi qua đoạn 6 thì sao? Là cha chúng con ở trên trời, amen. Danh cha được, con thánh nước cha được, lấy tiếng cha được, lấy lợi như là trời, amen. Amen. À, Chúa dạy cho chúng ta, Chúa dạy cho đến khi qua đoạn 7, đoạn 8 rồi bắt đầu chúng làm nhiều phép lạ, dẫn dắt họ, bày tỏ cho họ, còn người Chúa kêu gọi họ sai từng câu một đi ra để giảng đạo. Và chúng ta là người đánh thành nào mà ai không tiếp nước các người thì thúi bụi mà ra đi, mà ta nói các người các thành đó ngài phán xét sẽ nặng hơn Sodom và Gomorrah nữa. Con của Đức Chúa Trời đi ra, amen, mà người ta không tiếp nó, bởi vì con của Đức Chúa Trời đi ra để làm cho tất cả tội nhân trở thành con Đức Chúa Trời, để hưởng gia tài của Đức Chúa Trời, hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, giống Đức Chúa Trời, amen. Mà ai tiếp người đó, chúng ta là ai tiếp các ngươi là tiếp ta, ai tiếp ta là tiếp tất cả sai ta, amen, amen. Ai tiếp một tiên tri thì người đó là một tiên tri, sẽ nhắc con thưởng của một tiên tri. Nên tôi nói với học thánh của Chúa, hãy tiếp khách, amen, amen, amen. Hãy quan tâm, Chúa nói là hãy âm thầm tiếp khách, amen. Vì lúc chúng ta tiếp thiên sứ mà không biết, vì lúc thiên sứ giảng một con người thì nghèo khổ hay gì đang thiên vô thì chúng ta không có tiếp, rất là nguy hiểm đấy, amen. Hãy tiếp khách, chúng ta sẽ có phần thưởng của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời, chúng ta không có sợ gì hết, amen. Đừng có làm lơ trong việc tiếp khách. Nhiều lúc một sư đến cũng không tiếp luôn đó, gì anh, bởi vì một sư đến là né, bởi vì có vấn đề. Nhưng mà nhớ nè, chúng ta nhớ nè, cái người của Đức Chúa Trời có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, amen, amen, amen. Nên Chúa Giêsu nói rằng các ngươi tiếp, tiếp các ngươi tức là tiếp ta, mà tiếp ta là tiếp đấng sai ta. Cái người mà có sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong họ, họ đấy nhà mình là nhà mình được phước, amen. Chứ không phải là tôi phải tiếp người này, tôi phải tiếp người kia, tôi hao tôi tốn. Đó là cái điều rất là tệ. Nhiều người sợ tốn không dám tiếp. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái hồn giao ước của Đức Chúa Trời ở nhà Obed Edom có 3 tháng, mà Đức Chúa Trời ban phước, cái sự hiện diện của Chúa ở đó đã ban phước cho họ quá tuyệt. Và khi cái hồn giao ước đến nhà của mình, tôn tớ của Chúa ai đó đến nhà của mình, thì chúng ta nên tiếp trước tự tế âm thầm, amen. Amen. Amen, amen. Chúng ta đồng ý điều này không? Amen. Hồn thánh của Chúa và trưởng thành phải giống Chúa, amen. 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 Chúng ta phải giống Chúa, chúng ta phải yêu, không có ghét. Amen. Trong thiên đàng không có ghét ở đâu đâu. Trong Ê-rô là 5 câu 1 câu 2 nói về yêu, và chương thứ nhất đồng 4 câu 17 18 nói về tình yêu. Amen. Phải giống Chúa trong tình yêu thương. Amen. Và trong Ê-rô đồng 4 câu 24 đó là hãy lột bỏ con người cũ, câu 23 là lột bỏ con người cũ là người bị tư dục vô dần, mặc lấy con người mới giống hơn ảnh Đức Chúa Trời, trong sự sáng tạo, công chính và thánh khiết. Khi chúng ta trở thành một con người mới, Chúa đã tái tạo chúng ta rồi, thì chúng ta trở thành một con người thánh khiết và công chính, là một người được sáng tạo trong sự thánh khiết và công chính. Adam thứ nhất cũng được sáng tạo trong sự thánh khiết và công chính, và Adam cuối cùng cũng được sáng tạo trong sự thánh khiết và công chính. Và những người trong Adam cuối cùng này cũng được sáng tạo trong công chính và thánh khiết. Amen. Amen. Hãy thánh trong mọi sự. Amen. Amen. Đừng có chứa những cái rác rối trong đời sống của mình. Đừng có chứa những cái ô uế trong đời sống của mình. Chúng ta nhớ hay bao giờ? Chúng ta đừng để đắng châm ra làm ô uế nhiều.
vì người sao mà cứ rễ đắng nằm ở bên trong, làm ô uế cho người khác. Chúng ta cần phải đẩy lùi, bởi vì chúng ta là con Đức Chúa Trời, chúng ta phải giống Cha. Amen. Cha chúng ta yêu kẻ thù của mình. Amen. Amen. Chúng ta là mặt trời của Chúa chiếu cho người gian ác lẫn người thiện. Amen. Gì nữa? Ngày mưa cho người công chính lẫn người bất chính. Amen. Đức Chúa Trời chúng ta phải như thế. Nếu Ngài muốn chúng ta sẽ phải yêu kẻ thù mình, chúng ta phải toàn hảo như Cha của chúng ta là toàn hảo. Không phải là vô tình hay là hữu ý gì đó, mà chúng ta trở thành con Đức Chúa Trời. Lâu nay chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng là ai tin nhận Chúa Giêsu trở thành con của Đức Chúa Trời. Nhiều lúc chúng ta không biết con của Đức Chúa Trời là gì. Con của Đức Chúa Trời là không phải sinh bởi khí huyết, bởi tình dục, bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời. Amen. Tất cả những người được gọi là con Đức Chúa Trời là những người sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Có phải không? Ê, chứ sinh bởi xác thịt là xác thịt, thế chi sinh bởi Thánh Linh là Phật. Amen. Amen. Anh nhờ nước và Thánh Linh mà sinh thì cái bao thiên này. Amen. Chúng ta có một cái xác thịt là cha mẹ chúng ta sinh rồi. Amen. Sinh ra xác thịt là xác thịt, nhưng mà chúng ta sinh lại bởi Thánh Linh là thật. Amen. Nên chúng ta được Thánh Linh Chúa sinh ra, và chúng ta có một cái sự công chính và thánh khiết trong sự tác đạo. Nên chúng ta phải sống công chính và thánh khiết, đừng bao giờ sống bất chính, đừng bao giờ sống bất khiết. Tôi thẳng thắn dạy cho quý bà anh chị em, vì lúc khi mình phạm tội, khi mình sai trật, một sư khuyên lương dạy dỗ, lúc mình buồn lắm không? Ông muốn nghe, bị tan nhiều mà bị tan không muốn nghe, cứ giữ cái điều của mình, giữ cái tội lỗi của mình. Tôi thích, rất thích David, không thích Adam. Adam trong Giúp 31 đó là Adam không ăn năn tội của mình. Nhưng mà David thì sao? David sai trật là ăn năn khóc lóc kiên ăn về cái tội lỗi của mình và sửa sai. Đây Đức Chúa Trời rất đẹp lòng về David cho lắm. Amen. Nên chúng ta cần phải thành quý bà chị em, chúng ta có cần trở nên giống Chúa không? Amen. Anh nói với người bên cạnh là bạn phải giống Chúa. Hình ảnh của Đức Chúa Trời phải thể hiện qua bạn. Amen. Amen. Hình ảnh của Đức Chúa Trời phải thể hiện qua bạn. Không thể nào một hậu thánh không thể nào mà người ta nhìn vào họ không thấy Đức Chúa Trời ở đâu cả. Họ phải thấy Đức Chúa Trời trong chúng ta. Amen. Cô-lô-se đoạn 1 câu 19 nè: vì Đức Chúa Trời đã vui lòng để tất cả sự trọn vẹn toàn hảo của Ngài trong Đức Con, và qua Đức Con giải hòa muôn loài vạn vật với chính mình, dùng huyết Ngài trên thập tự giá đem lại sự bình an cho vạn vật ở dưới hay ở trên trời. Amen. Qua Chúa Giêsu vạn vật trên trời dưới đất đều được làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Amen. Trước kia chị em bị xa cách với Đức Chúa Trời, tâm trí anh chị em thù nghịch với Ngài do công việc ác của mình. Nhưng bây giờ nhờ Đức Con hy sinh thân báu, Đức Chúa Trời đã giải hòa với anh chị em, để anh chị em trình diện anh chị em trước mặt Ngài là những người thánh sạch, không tì vết, không chi trách được. Chúa Giêsu trình với Đức Chúa Trời, trình anh chị em lên với Đức Chúa Trời là một người thánh sạch, không tì vết. Amen. Amen. Là những người thánh sạch, không tì vết, không ai chê trách được. Anh chị em có bằng lòng điều này không? Amen. Khi Ngài chết, Ngài sống lại. Ngài chết là huyết Ngài rửa sạch lương tâm chúng ta ra khỏi sự hay. Mà khi Ngài về trời, Ngài ban Thánh Linh đến để tẩy sạch, thánh hóa chúng ta, trở thành một thân thể là của lễ sống và thân. Amen. Amen. Như vậy thì Chúa Giêsu trình chúng ta lên Đức Chúa Trời là những người thánh sạch, không tì vết và không có gì trách được. Amen. 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 Anh chị em muốn thánh hay là muốn dơ? Bởi vì cái con người cũ của người tội lỗi nó thích dơ, phải không? Giống như con heo nó được rửa sạch rồi
nó ra nó thấy cũng buồn, nó lăn. Đó là các bạn khác. Nhưng mà chúng ta là những người của Đức Chúa Trời, chúng ta phải giống Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta phải giống cha, con phải giống cha, chứ không giống cha lộn được. Đứa con trai hoang đường, mà đứa con trai cả trong gia đình chúng ta thấy được, đứa con trai cả có nghĩa là không có gì mà chống địch lại bây giờ. Còn đứa con trai hoang đường thì nghịch lại với cha mình và bỏ đi ra ngoài sau thế ý riêng của mình, và cuối cùng cũng phải trở lại. Đây là điều mà Chúa Giêsu có những cái hình ảnh dài dở của mình họa rất là tuyệt vời. Chúng ta cảm ơn Chúa. Thì rồi ông nói gì là chúng ta nhớ không? Thì rồi thứ nhì đoạn ba đó, thì rồi thứ nhì đoạn ba chúng ta thấy được vậy anh chị em yêu dấu, vì anh chị em đang trong chờ việc này, nên hãy hết sức giữ chính mình cho không tì vết, không gì đáng trách và bình an với ngài. Peter kêu gọi những người chờ đợi Chúa Giêsu trở lại, và ông nói rằng là nhưng ngày của Chúa đến như kẻ trộm, các tầng trời sẽ tiêu tán có một tiếng lớn, các nguyên tố sẽ bị lửa hủy diệt, và thế gian cùng với vật trong thế gian đều phải bị tiêu hủy, vì mọi sự sẽ bị hủy diệt bằng cách này. Anh chị em phải trở nên người như thế nào? Anh chị em phải có một đời sống thánh khiết và tin kính. Như anh chị em trông chờ và mong ngày của Chúa mau ban lâm, vào ngày đó lửa sẽ hủy diệt các tầng trời và mọi nguyên tố sẽ bị thiêu hủy và tan chảy, nhưng theo lời hứa mà ngài đã hứa, chúng ta chờ đợi trời mới và đất mới, nơi sự công chính cư ngụ, thì chúng ta phải hết sức mình gìn giữ không tì vết và không gì đáng trách và bình an với Đức Chúa. Amen. Amen. Chúng ta nhớ này, con đường vào nước đời đời không đơn giản. Con đường bước vào thiên đàng, chúng ta chỉ sơ sài trong những câu kinh thánh ai tin Chúa Giêsu thì được cứu rồi. Quá trong cạn, quá sơ sài, và chúng ta cứ sống trong tội lỗi, cứ sống đầy dẫy sự ô dơ, sống bất khiết bất chính, sống mà nghịch lại với Chúa Trời, gọi là nghịch lại cái thần tự giác của Chúa Giêsu, thì chúng ta thật sự có tin rằng mình được vào thiên đàng đời đời không? Nên là phải giữ mình không gì đáng thánh sạch, không tì vết và hòa bình với Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta phải như vậy, chứ không thể nào mà chúng ta sống khác được. Và cái điều mà tôi thấy rằng là bằng phẩm chất, chúng ta cần phải giống cha của chúng ta. Và phần thứ hai cũng vô cùng quan trọng, chúng ta phải giống Chúa Giêsu. Đó là ngài được sức dầu rao giảng phúc âm để sự tự do cho nhiều người. Và ngài đã sai các môn đồ đi, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con đã nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại Jerusalem, đến xứ Judea, xứ Samaria, cho đến cùng trái đất. Amen. Thì như vậy Chúa Giêsu đã được sức dầu, ngài là con, ngài được đầy dẫy Đức Thánh Linh, ngài được Đức Chúa Trời sức dầu, và ngài rao giảng phúc âm, chữa lành, đuổi quỷ, đem nhiều người bước vào sự tự do, đem nhiều người trở thành con Đức Chúa Trời, đem nhiều người trở thành giống cha. Amen. Thì ngày hôm nay chúng ta phải giống Chúa Giêsu của chúng ta. Amen. Chúng ta không những giống Chúa trong cái cách sống, giống Chúa trong cái phẩm chất, cách ăn, cách nói, cách làm việc. Cách làm việc này là giảng phúc âm, chữa lành. Bởi vì chương trình của Đức Chúa Trời ban Adam cuối cùng là từ trời đến. Amen. Là ngôi đời, là Đức Chúa Trời trở thành người vô cùng quan trọng để khiến nhiều người trở lại giống Chúa. Amen. Amen. Chúng ta thấy đơn giản không? Chúng ta thấy kinh thánh mình sáng thế ngày bị đơn giản vậy không? Ngài muốn ai nấy đều giống cha, ngài muốn ai nấy đều trở thành người con để hưởng gia tài của cha, hưởng gia tài đời đời. Amen. Sẽ ở với Đức Chúa Trời đời đời. Một cái ngày mà chúng ta sẽ hiệp nhất lại, cùng ở với cha đời đời trong cõi đời đời. Đó là điều cha muốn.
Và bây giờ chúng ta là những người đã được cứu và hiểu biết là giúp cha là thế nào rồi. Amen. Giúp cha trong vật chất, giúp cha trong công việc. Amen. Mỗi người của chúng ta ai nấy được bắt tên trên thân thì sao? Trở đây là chứng về ta, trở đây nhân chứng cho Chúa Giêsu. Đừng có kể mà nói tin Chúa hay là lâu năm gì hết. Ai đã được bắt tên trên thân đã làm chứng về Chúa Giêsu. Amen. Mục đích chính của chúng ta là làm chứng nhân. Amen. Không còn cách nào khác. Dù chúng ta sống như thế nào, công việc như thế nào kể, Chúa biết hết. Nhưng mà chúng ta làm chứng cho Chúa thì chúng ta được hòa thuận. Chúng ta giải phóng người khác được tự do, giải phóng những người đau ốm bệnh tật được tự do, giải phóng những người quỷ ác được tự do, và đem họ là ra bỏ tội lỗi để được tự do. Đó là những phần thưởng vô cùng lớn lao, vô cùng lớn lao. Tại sao Chúa nói là người nào bị vu oan nè, bị đắp bớ, bị đánh đập thì cỡ ta thì còn thưởng các người đi trời là lớn lắm. Phải vậy không? Không phải mới tin Chúa là vậy đâu. Nhưng mà đây là vấn đề truyền giảng. Amen. Những người truyền giảng luôn luôn gặp nhiều sự đắp bớ, tù đại. Và Chúa nói rằng là ai muốn theo ta hãy liều mình vắt thập tự giá của mình mà theo ta. Nếu ai không từ bỏ cha mẹ đó, ruộng nhà cửa anh chị em mà theo ta thì không xứng đáng cho ta. Bởi vì làm môn đệ của Chúa Giêsu, là em của Chúa Giêsu, làm công việc của Chúa Giêsu, amen, là vô cùng lớn lao, vô cùng cao quý và vô cùng vĩ đại. Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ từng ly từng tế về con, là người con của Đức Chúa Trời. Và cái mục đích của Chúa Giêsu huấn luyện dạy dỗ và sai đi để họ trở nên vĩ đại. Ai tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm và làm những việc vĩ đại hơn nữa vì ta đi về cùng cha. Amen. Amen. Mục đích của Chúa Giêsu lãnh đạo họ, dạy dỗ họ, làm cho họ trở nên vĩ đại. Amen. Vòng qua công vụ các sứ đồ, các sứ đồ trở nên vĩ đại. Amen. Các môn đồ trở nên vĩ đại. Amen. Phải vậy không? Amen. Chúng ta nhớ Philip là chấp sự đó, mà qua xứ Samari, mà cái ông thuộc sĩ Simon là một người vĩ đại đó, làm những việc vĩ đại đó đó, dân ở đó tôn sùng ông vô cùng đó, ông làm gì phép lạ mà. Nhưng mà Philip đến đó giảng, nhiều quỷ ta lớn tiếng ra khỏi nhiều người què mặt được chưa, là cả thành vui mừng không chỉ thuộc sĩ Simon tin Chúa Giêsu chỉ phép tay luôn. Amen. Bây giờ là Philip trở nên vĩ đại tại Samari này chứ không phải cái ông thuộc sĩ Simon đâu. Amen. Mà sao mọi người yên lặng quá vậy? Amen. Amen. Anh chị em muốn trở nên vĩ đại không? Amen. Quý vị suy nghĩ đi. Tôi biết rằng có nhiều người không ưa tôi, có nhiều người rất là yêu mến mục sư. Nhưng mà quý vị xem lại hồi giờ mục sư có giảng dạy quý vị làm vậy không? Chúng ta nhớ Chúa Giêsu dạy rồi. Muốn làm một người lãnh đạo phải làm tôi tớ. Và cái bài lãnh đạo tôi tớ đó, nhiều người cứ nói rằng là lãnh đạo tôi tớ là phục vụ, giữa chân cho các môn đồ, Chúa Giêsu giữa chân phục vụ việc này, phục vụ việc kia. Nhưng vừa rồi cái ông giáo sư ông hỏi tôi là lãnh đạo tôi tớ là gì, như thế nào? Tôi nói là lãnh đạo tôi tớ là làm cho người khác ở đây vĩ đại. Ok, số 1, hầu như ông dạy chưa ai nói, như thế nào? Bởi vì tôi lâu nay tôi làm rồi, tôi muốn anh chị em ra đi vĩ đại, tôi muốn tín đồ ra đi vĩ đại, tôi muốn mọi người đều giàu có và quyền năng vĩ đại. Nhưng mà anh chị em có nhìn thấy điều này không? Tôi có dạy gì sai không? Thật sự cái sự dạy dỗ giảng dạy của tôi đều muốn, tôi muốn anh chị em nhóm lại, tôi muốn anh chị em siêng năng sốc trắng trong việc đọc lời Chúa, sự cầu nguyện, bởi vì muốn anh chị em vĩ đại. Em tôi mà được cắt lên rồi anh chị em còn lại đó. Amen. Thì chúng ta phải trở nên những người vĩ đại hơn thầy của mình. Amen. Chúa Giêsu, chúng ta bị ta về cùng cha. Amen. Và một sớm cũng về cùng cha thôi. Nhiều người sẽ ở lại và phải trở thành những người vĩ đại. Amen. Quý vị có hiểu không ạ? Chúng ta phải hiểu được. Nhiều lúc chúng ta còn trẻ quá, chúng ta không hiểu. Có một sớm cũng ép mình
ta cầu nguyện ép mình phải đi thần kinh, có ép mình phải việc này, ép mình phải việc kia, không phải như vậy. Bởi vì Chúa Giêsu cũng không ép các môn đồ, và Chúa Giêsu cầu nguyện họ, huấn luyện họ, dạy dỗ họ, ngài dạy dỗ họ biết bao nhiêu điều để họ tương lai trở thành những người vĩ đại cho đến Chúa Trời. Và thật sự khi Chúa Giêsu về trời rồi, họ trở thành những người vĩ đại của Phi-rơ, đi ngang qua cái bóng của Phi-rơ được chữa lành. Và tất cả những người đem đến với Phi-rơ, những người bệnh này được chữa lành cả. Amen. Amen. Để chúng tôi nói với Hội Thánh rằng là tôi muốn anh chị em trở thành những người vĩ đại cho đất nước. Amen. Những người nữ vĩ đại cho đất nước đời. Amen. Những người nam vĩ đại cho đất nước đời. Amen. Thì muốn trở thành những vĩ đại cho đất nước đời thì Chúa nói rằng là các người phải yêu thương nhau. Người ta đã yêu thương các người thế nào? Ta, các người yêu thương nhau thì ấy. Các người yêu thương nhau thì người ta sẽ biết các người là một người thế nào. Amen. Amen. Hãy yêu cái đồng mình. Amen. Không bắt đuổi ai hết. Không có cằn nhằn ai cả. Không có lòng bằng, không có ấm hết. Không có giống như đồng bấm. Mà dẫn đi xe nó bị bỏ lại, bị chết trong đồng bấm. Nhưng mà chúng ta là hậu thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải là người có điều gì đó. Hãy chạy đến Đức Chúa Trời. Hãy trò chuyện với Đức Chúa Trời. Và Ngài sẽ giải quyết những năng đề trong cuộc sống của chúng ta. Không Amen. Phải là tới đồng tiền bất. Bởi người này, bởi người kia, là sống người này, sống người kia. Không phải như vậy. Chúng ta là em của Chúa Giêsu, là người phải giống Chúa Giêsu. Amen. Là người phải chấp Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Phải chấp Đức Chúa Trời của chúng ta. Đừng có nhìn người này có con mắt thế này, nhưng người kia có con mắt thế kia. Không thể. Nhưng mà chúng ta với cái nhìn của Chúa Giêsu, nhìn trong tình yêu thương. Nếu họ phạm tội, chúng ta vẫn có gì trong tình yêu thương giúp đỡ họ. Amen. Cầu thả cho họ. Chúng ta phải giúp. Trong Ê-phê-sô là tốt rồi, có những chức vụ sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, có ban mục sư và giáo sư, chức vụ năm lần này để làm cho hội thánh hiệp nhất, trưởng thành, tầm tướng, vóc dáng đầy trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hội thánh trở thành giống Chúa Giê-xu. Amen. Trưởng thành trong mọi lĩnh vực, trong mọi mặt. Để chúng ta chưa đủ mặt nào, hãy tìm kiếm, hãy học hỏi. Tôi muốn quý vị mỗi một người trở nên vĩ đại. Chúa muốn quý vị trở nên vĩ đại. Amen. Chúa muốn quý vị trở nên giống Chúa. Amen. Chúa muốn quý vị trở thành con thật, trong các con mọi tình. Amen. Con mọi tình Chúa không dạy. Amen. Nhưng mà con thật Chúa dạy, dạy là đau lắm. Nhưng mà hãy nhớ mình là con thật của Chúa. Là tái sinh, là được sinh ra bởi Chúa, là thật sự. Amen. Thì chúng ta chịu sự dạy được. Đừng có nghe lời Chúa lỗ tai này qua lỗ tai kia rồi đi mất, và chúng ta không làm thêm. Hãy tin và làm theo. Amen. Amen. Những gì xấu xa trong Cô-lô-se câu 23 không? Nếu anh chị em tiếp tục duy trì đức tin trên nền tảng chắc chắn vững vàng, không xê dịch khỏi niềm hy vọng của phúc âm mà anh chị em đã nghe, phúc âm ấy được công bố cho tất cả vạn vật dưới bầu trời, và chính tôi Phao-lô là người phục vụ. Chúng ta phải giữ, tiếp tục duy trì đức tin trên nền tảng chắc chắn vững vàng, và không xê dịch khỏi cái niềm hy vọng của phúc âm mà anh chị em đã nghe. Amen. Không có phúc âm nào khác. Và tôi thương khảo lại tinh thần là tôi thấy rồi, Chúa dựng nên Adam giống được Chúa Trời, Eva giống được Chúa Trời, và công việc và quản trị. Rồi sau đó họ đi ra khỏi Đức Chúa Trời thì giống các bản chất của ma quỷ. Đức Chúa Trời đưa Adam cuối cùng đến, đến con người, và mỗi ngày giống bản chất của Đức Chúa Trời, giống công việc của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Nên chúng ta biết là chúng ta không có làm những công việc của thế gian, thì chúng ta cũng đang làm đến kiếm sống đó, nhưng mà hãy làm công việc của Đức Chúa Trời, ưu tiên hàng đầu trong công việc của Đức Chúa Trời, để chúng ta có những cái phần thưởng lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. À, xin chúng ta cùng nhau đứng lên tại trung tâm sự thiêng liêng. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.